Đây mọi người nhá. Tha hồ chơi luôn. Cực kỳ ham đồ, cực kỳ lanh luôn. Thề mọi người nhá, gọi là như nào nhỉ? Hơn chó thịt tí cho mọi người chơi. Nhưng mà về nhà những con này mọi người chơi cả huấn luyện thứ thoải mái luôn. Mà nhìn cái ngực nó rất là nở. Ui dồi. Đây ao nhá. Nhá. Ham đồ. Không. Ờ định đưa cho anh Ngọc Anh nhỉ. Ham đồ dễ bán. Con này thì cũng chia sẻ mọi người luôn là nó hơi có một chút lỗi nhỏ. Anh chị nào mà nuôi không quan trọng cái việc sinh sản đẻ đái ấy, thì là có thể rước luôn những em này về về đỡ phải thiến luôn. Mà có chó to luôn. Mọi người bắt ấy mà theo kiểu gì nhỉ? Về săn mèo thì đây. Vô địch luôn, ai gọi đấy? Các bạn. Lưu tên. À Phương mà, anh nghe đi. Ờ, mà thằng Bo đây cho mình. Con này siêu ham đồ luôn thật. Là mọi người tha hồ chơi luôn. Nó giữ luôn cái chai. Nó bắt mèo bắt chuột ác quá này. Cái tội nó ở nhà nó bắt mèo thứ ấy. Đâm ra anh không thích nhỉ. Anh đập cái tay ở đây nó tưởng lấy mất cái chai của nó nhá. Con này ham đồ lắm. Ngực nhìn sướng thật. Ngực dày bịch luôn, đã bảo mọi người chơi này à. Nếu mà không nuôi sinh sản thì em nói luôn chỉ một từ phê. Hơn cá chó thịt một tí luôn. Bằng giá chó con luôn. Rẻ hơn luôn cũng ok. Thôi cứ tắt đi để tí nữa mang hẳn đồ ra test luôn cho mọi người. Được chưa? Rồi, ok. Mọi người nhìn thấy siêu ham đồ luôn. Mà săn bắt cho đi rừng đi ruộng thứ bắt mèo bắt chuột phê luôn, con này bắt mèo tốt lắm luôn. Anh hỏi anh nghe của em phát. Ham đồ dã man. Mọi người yên tâm là đã là bố nhập nhá. Như con này ví dụ nó thiếu bi tôi biết tí thôi nhưng mà thần kinh thứ không phải bàn luôn. Chó nó phải đúng cái nhu cầu, mục đích sử dụng của cái người chủ ấy. Ví dụ như con này này, nó rất là ham đồ, ham mèo với ham chuột nó bắt. Nhưng mà nhà anh ấy thì lại không thích nó bắt mèo bắt chuột thế. Bây giờ anh bảo mấy lần nó vồ ấy, bay hết cả phích với cả bát đĩa nhà anh rồi. Nên nhiều khi mọi người nuôi nó phải đúng cái nhu cầu mọi người đúng không? Ví dụ như ai mà thích nuôi nó hiền hòa thôi, chơi đu rông các thứ. Hoặc là ai mà thích đánh gọi là đánh cắn này, bảo vệ chủ này. Ai thích đi săn đi giết thì chơi cái dòng xét này nó rất là hợp lý. Bởi vì là nếu mà mọi người chỉ đơn thuần là nuôi Malinois thôi mà mọi người không hiểu tính cách của nó ấy, thì mọi người chơi ấy, nó sẽ rất là từ cái hay, từ cái khôn của nó thành làm phiền. Đấy, ví dụ như những cái con này mà ai mà người ta ở trên rừng các thứ người ta thích đi săn ấy, thì những cái con này người ta rất là quý luôn. Đấy. Còn ví dụ như ai mà người ta nuôi chơi ở trong nhà thôi mà những cái con này thần kinh nó tốt quá ấy, thì lại thành là nó kiểu nó phá phách các thứ, nó không hay. Nó cơ bản như ví dụ như này, một cái ông mà tiến sĩ ấy, mà nói chuyện với một ông nông dân rất là khó, ví dụ như thế, hai quan điểm khác nhau. Ví dụ vậy. Đấy, thấy không? Nói trông thế mọi người biết là cái thần kinh với cả cái tốc độ của con này nó lớn như thế nào rồi. Chơi chó mọi người quan trọng nhất khôn hay không khôn, hay là đẹp hay xấu, quan trọng nhất là mình chơi đúng cái mục đích sử dụng của mình. Và khi mà, như cha em, khi mọi người đặt vấn đề hỏi mua cha em là lúc nào bọn em cũng hỏi là nhu cầu các anh như thế nào, các anh có thích nuôi sinh sản không, hay là các anh thích nuôi để làm đực giống này, hay là các anh thích nuôi chơi để bảo vệ này, hay là thích anh thích đi săn bắt các thứ này, ví dụ như thế. Nếu anh chơi săn bắt thì anh chơi dòng xét nó vẫn hay hơn cái dòng bỉ với cả cái dòng pháp, bởi vì là anh chơi xét ấy thì nó bé người nó nhanh. Đấy. Còn ví dụ chơi bảo vệ thứ tấn công các thứ ấy, bảo vệ chủ các thứ ấy, là con chó nó hầm hố nó đồ sộ tí thì à, từ đấy mình chơi mình bảo vệ nó tốt hơn đúng không? Ví dụ như là một con chó tầm 30 cân nó bảo vệ nó không mà bảo vệ chủ tốt bằng con 35 cân được. Nhưng mà ví dụ như con Mexico nó 40 cân thì chẳng hạn, nhưng mà nó bảo vệ chủ cũng không thể bằng được các bạn bọn
phạm với cả xẹp được đấy, bởi vì là cái thần kinh nó không tốt bằng đấy, thế thôi. Đấy, em xin chào mọi người.